theo con được biết, khi người chúng tôi bảo cuối cùng thì có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là kết thúc kỳ vọng 2 ngày, trường hợp thứ hai là 49 ngày thì con này cho Phật tử ký hiến hội. Câu này đó thì đã trả lời nhiều lần rồi. Nếu Phật tử hỏi thì chịu khó lên trên mạng gõ vào là đào thai gạch ngang Thích Nhật Từ, tái sanh gạch ngang Thích Nhật Từ, 49 ngày gạch ngang Thích Nhật Từ, thì có những cái giải đáp rất là chi tiết. Thì cái phần này đã giải đáp cho Chư Tăng Chư Ni ở tuần lễ trước rồi, cho nên không lọc lại tại đây nữa. Để nói tóm lại nó chỉ gọn như thế này. Theo Phật giáo Bali, gọi chung là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì ngay cái tức tắc sự chết diễn ra, chết thật sự diễn ra chứ không phải là chết lâm sàng, thì tâm thức rời khỏi thân và có mặt ở trong bào thai. Và lúc đó đó, sự hình thành cái bào thai nó diễn ra bằng 4 yếu tố: tinh cha, trứng mẹ và hai cái này giao phối trong ngày mà người nữ có thể thụ thai. Và lúc đó có một người và một chúng sanh nghiệp cảm tương ứng vừa mới chết, phối hợp 4 yếu tố này lại thì hình thành là một mầm sống, và 10 tháng trung bình sau đó là trở thành là một con người mới, hoặc cậu bé, hoặc cô bé, hoặc người giới tính thứ ba. Sinh non á, thì 8 tháng rưỡi, sinh muộn á, thì trung bình á, là 11 tháng rưỡi, thì sự sống á, với tư cách là con người có mặt. Còn theo Phật giáo Đại Thừa, nhất là Đại Thừa kiểu Trung Quốc á, thì thời gian đào thai trễ nhất á, là 49 ngày sau khi chết. Thì đây là một cái hình thái đạo Phật phát triển về sau, chứ không phải là đạo Phật gốc. Thì giờ Phật tử theo trường phái nào thì có thể tin theo quan điểm của trường phái đó. Còn để dung hòa hai trường phái đó, thì chúng ta có thể nôm na thời gian tái sanh là nhanh nhất là một tích tắc sau khi chết, và muộn nhất là 49 ngày sau khi chết. Nhưng nếu như chúng ta hỏi lý do tại sao là phải là 49 ngày mà không phải là 42 hay là tuần lễ thứ 5, tuần lễ thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ nhất, thì không có một giải đáp nào ở trong kinh, vì nó có quy luật đâu mà giải thích. Nếu cái gì là quy luật, cái đó là chân lý, cái đó có thể giải thích được, chứng minh được. Vì là phần phát triển về sau, mặc định con số biểu tượng từ con số 7, lấy cấp chúng ta nó nhân lên 7 lần, từ đó mà người ta nói thêm vậy thôi. Còn cái lệ lạc từ việc mà 7 tuần thất là như thế này, là nhờ 7 tuần thất được mặc định đó mà quần chúng Phật tử tại gia có cơ hội đến chùa cúng lễ cầu siêu cho người thân của mình. Và thông qua 7 tuần thất như thế, nếu các thầy các sư cô hướng dẫn tận tình, hộ niệm tận tình, thì các gia đình đó vài người cho đến vài trăm người trở thành Phật tử. Đó là lệ lạc mà tôi tạm gọi là mượn tử để độ sinh. Và từ cái truyền thống đó đó, thì dâu á, nó là phát triển về sau, tôi vẫn khích lệ các Phật tử tiếp tục công các tuần thất tại các chùa, chứ đừng cúng tại nhà, để cái sự lệ lạc đó nó được diễn ra tốt hơn. Và tăng đoàn thì được phát tâm cúng dường, thì tăng đoàn khỏi phải lo lắng về tài chính ăn uống, chỉ lo chuyên tâm tu, chuyên tâm là Phật sự, chuyên tâm truyền bá đạo. Thì cái lệ lạc á, cả Phật tử lẫn tăng sĩ đều được là nâng cao. Cho nên đó là theo trường phái nào cũng được. Xin được câu hỏi còn lại và câu hỏi cuối cùng.